Trước hết chúng ta sẽ làm quen với công cụ phóng to biểu đồ. Khi chọn công cụ này, sau đó chúng ta sẽ có thể đánh dấu một cái đoạn biểu đồ cần phóng to để xem. Đấy, các bạn đã thấy đoạn biểu đồ này đã được phóng to lên. Khi chúng ta phóng to biểu đồ thì đồng thời sẽ xuất hiện cái nút thu nhỏ. Đấy, bấm vào nút thu nhỏ thì biểu đồ lại phục hồi ở trạng thái cũ.